Hello, xin thân ái kính chào toàn thể quý anh chị mình nha. Hiện tại Hiệp đang đứng ngay đường nhựa đây ha, là thuộc xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha anh chị. Trước mặt Hiệp đây là, nếu mà anh chị mình đi đây ha, mình đi tới khoảng độ 300m anh chị nha, là mình có nhà thờ, chợ, trường học vân vân ha. Đó là đường lớn của thị trấn luôn nha anh chị, đường 07 ha. Thì đây là thuộc xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì bây giờ Hiệp đem tính cho anh chị mình một cái mảnh đất này nha, có diện tích nhỏ anh chị ha. Thì diện tích này của mình là nó có được 4x7 nha. Thì đây, bây giờ con đường mình đi vô đây anh chị. Anh chị mình nhìn thấy con đường lớn nha. Con đường này của mình là 5m ha. Từ đường nhựa mình chạy vô tới cái đất mình là 150m nha anh chị. Con đường mình hiện trạng là đang đổ đá bi ha anh chị ha. Đấy. Thì hai bên đường mình thì anh chị nhìn thấy đây ha, mình có nhà cửa ở đây luôn ha. Rồi miếng đất mình đây chị, miếng đất mình đây ha. Thì em quay dọc miếng đất mặt trên em nha. Ở đằng trước mình có mấy cái đá bự bự lên chị, anh chị cũng có thể trang trí ở đây là gì đó, thì đừng bắt muỗng nha, còn đất mình là đất bột, đất đen. Rồi bên hông mình đây có con đường đá bi, thì nguyên toàn bộ khu đất này là của mình nha chị nha. Còn con đường này nè anh chị, thì mình đi tiếp á tới mấy cái nhà đằng trước á, là mình trổ ra nó khoảng 500m á, là mình trổ ra là đường nhựa tiếp theo nha. Có nghĩa là mảnh đất này của mình là đường liên thông nha anh chị nha. Đây, Hợp Phi xin lượt cho anh chị mình xem ha. Thì cái mặt tiền đường này của mình ha, là mình giáp tới căn nhà bên đó. Mặt tiền đường này của mình là được 65m nha anh chị. Thì anh chị mình nhìn thấy đây ha, đất bột, đất đen nha, bằng phẳng ha. Nó thích hợp cho anh chị mình có thể mình cải tạo, mình trồng bưởi nè, sầu riêng, mít vân vân ha, các loại cây ăn trái ha. Đây anh chị ha. Đây. Chất đất mình là chất đất đen ha. Đó, Hiệp tư vấn rõ cho anh chị nha. Rồi, của mình bằng phẳng đây ha. Của mình ăn dọc theo cái hàng lưới B40 đó, bao bọc xuống dưới đằng sau này. Thì đằng sau này anh chị ha, nó hơi thấp hơn một chút. Có nghĩa ngày xưa ở đây là khúc sau mình đắt lúa nha. Đó, nhưng mà bây giờ đã được quy hoạch chuyển đổi lên đất cây lâu năm rồi. Đây anh chị ha. Thì ở đằng sau này nè, anh chị mình có thể mình móc ao ha. Móc ao mình nuôi cá hay là nuôi gà, nuôi vịt rồi vân vân ha. Toàn bộ khu này của mình anh chị nha. Diện tích của mình là 4x7 anh chị ha. Rồi cái mảnh đất này anh chị ha, Hiệp công bố giá công khai minh bạch cho anh chị mình nha. Mảnh đất này là mình bán với giá bán là 2.2 tỷ nha anh chị. Ha, 2.2 tỷ. Còn con đường này đi vô đất của người ta nữa ha. Đây là toàn bộ của mình. Đó. Giáp tới cái cây lớn này đó luôn nha chị nha. Đằng sau này mình móc ao rồi, rất là ok luôn anh chị. Đó, ra đây ha. Rồi, cái mảnh đất này của mình 4x7 có giá bán là 2.2 tỷ. Vị trí đất thuộc xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha anh chị. Mình cách đường nhựa chính của mình là 150m ha. Rồi từ thành phố Hồ Chí Minh anh chị mình đi về ha. Mình tới ngã 307 ha. Thì lợi là ngã 307 có nghĩa là 107 km. Rồi mình chạy vô tới đây 5 km nữa nha anh chị. Đây con đường này cũng chỗ ra đường nhựa luôn ha. Thì như vậy là 112 km nha anh chị. Là mình tới ngay miếng đất này ha. Thì ở đây mình ra nè anh chị, đây mình nhìn thấy luôn, có nhà thờ các kiểu nằm đây vân vân ha, trường học các kiểu luôn. Đầy đủ tiện ích cho anh chị mình nha. Nhưng nó chỉ có cái như vậy thôi, là Hiệp tư vấn kỹ như vậy nè. Từ cái cột mốc ranh giới ngoài đó đó, là có được đường bản đồ hiển thị nhà nước tới đó. Và từ đó chạy dọc ở đây. À, nó chạy qua tới cái nhà xây đằng kia thì nó mới có đường hiển thị, còn đoạn này nó không có hiển thị. À, không có hiển thị bản đồ nha. Tư vấn rõ cho anh chị mình, đường này không hiển thị nè. Nhưng mà cái đường nó ra tới chỗ đó, liên thông từ nhà đó ra tới ngoài đường nhựa là có hiển thị. Có nghĩa là hai đầu đều có hiển thị hết, nhưng mà nó không đi hết giữa đường rồi. À, giữa đầu này không có. Nhưng tuyệt đối là ở đây là đường dân cư hiện hữu từ xưa tới giờ, không vướng tranh chấp với bất cứ một người nào hết. Để Hiệp tư vấn rõ cho anh chị mình nha.
Rồi anh chị yêu mến cái mảnh đất này, anh chị alo cho Hiệp qua số điện thoại 0818 1718 7979 ha. Và Hiệp trân trọng cảm ơn anh chị em mình đã xem ha.